khó khăn tình hình dịch bệnh và các đồng chí cũng đã tập trung dồn sức. Ngày 12 tháng 11 năm 2020, đoàn giám sát tình hình thực hiện nghị quyết năm 2020 của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thành Thế, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy làm trưởng đoàn, làm việc với ban thường vụ huyện ủy Bình Tân và khảo sát thực tế tình hình sạt lở tại xã Tân Bình và Tân An Thạnh. Năm 2020, huyện ủy Bình Tân đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện ước đạt và vượt 14 trên 22 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó có một số chỉ tiêu nổi bật như thu ngân sách cả năm ước đạt trên 542 tỷ đồng, vượt trên 31%. Tạo việc làm mới cho 615 lao động, vượt 23%. Kết nạp 76 đảng viên mới, vượt 8,57%. Đến cuối năm, phấn đấu xã Tân Hưng và Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tân Lược và Tân Bình đạt nông thôn mới nâng cao. Các xã còn lại từ 11 đến 14 tiêu chí, 4 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội đổi mới nội dung, phương thức vận động, hướng về cơ sở và chăm lo tốt đời sống người dân. Đặc biệt là vận động chuyển dịch cơ cấu sản xuất, giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phát triển một số loại cây trồng chưa theo định hướng, khuyến cáo, quy hoạch. Giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng hiệu quả chưa cao. Một số hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất chưa đạt yêu cầu, tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, cụm công nghiệp Tân Hòa chậm so kế hoạch. Dịp này, huyện kiến nghị Trung ương có cơ chế hỗ trợ nguồn vốn cho chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn sau năm 2020. Kiến nghị tỉnh xem xét bố trí dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 54 thuộc diện ưu tiên 1 để đề nghị chính phủ trình quốc hội đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2026. Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách tốt hơn nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí Nguyễn Thành Thế lưu ý huyện ủy Bình Tân rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, từ đó chỉ rõ nguyên nhân, ưu khuyết điểm, bài học để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn. Rà soát lại các dự án, củng cố hợp tác xã và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phòng chống dịch bệnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.